Tiếp theo chắc là chị sẽ hỏi thêm một chút là làm sao để các anh chuyển từ job ở Trinity sang Amazon á, để các bạn hiểu hơn là cái journey mà mình có cái job đầu tiên, sau đó cái job thứ hai ở một firm thì nó sẽ như thế nào á, cần một cái skill set gì khác không, hoặc là networking có cần gì phải approach khác so với khi mà em bắt đầu kiếm job đầu tiên không? Alright, great great question about Amazon thì thực sự là rất là nhiều những cái cú twist, em nghĩ là như vậy. Có thể nói là những cú twist của Amazon, một trong những cái em nghĩ là đối đối với em thôi, em nghĩ là cái tác động mà gọi tác động kiểu lớn nhất ấy để mà push em thì đó là tại vì công ty GDD họ họ không 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 có sponsorship, thế là nó really push em để đi tìm một cái việc ở một cái chỗ khác mà cũng là một cái công ty lớn, cũng là cái ước nguyện đầu tiên của em. Thì so em có cái, em nghĩ là với em thì là đó là cái áp áp lực, cái áp lực áp áp lực đấy really push push em cái khoảng thời gian đó. Với cả có những cái em nghĩ là không hoàn toàn có những cái không không kiểm soát được, ví dụ như là lúc đấy market em nghĩ cũng khá là không không phải nó quá competitive, và một phần có thể là do may mắn nữa, nhưng mà thì em nghĩ là cái khoảng thời gian đấy thì em có vừa vừa làm ở ở Trinity Industries, xong cũng có vừa ôn rồi cũng vừa phỏng vấn, thì hồi đấy cũng khá là nhận được khá là nhiều 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 phỏng vấn rồi, nói chung là market nó không phải nó quá too bad lúc đó. Thì thì cũng vừa làm rồi vừa vừa luyện lead code đấy, rồi vừa luyện lead code xong rồi cũng cũng thi vào Amazon lúc 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 đó luôn, ở cái khoảng thời gian đó luôn. Thì may mắn là được offer. Khi mà em luyện viết code là em luyện cùng với một nhóm hay là em tự học? Em luyện cùng với một nhóm chị ạ, em có ba ba à ba anh em thì em với cả hai bạn nữa thì cũng có luyện chung. Em có Thì thể advise các bạn là cái nhóm đấy bọn em tìm ở đâu hay là tự tìm tới nhau xong rồi tự học thôi? cái nhóm đấy thì em là quen là do ý là trong trong một nhóm bạn cùng học CS thì cũng đều có goal là luyện thi vào các công ty lớn rồi luyện lead code, thế là cũng 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 tự tự kết nối với nhau thôi. Thì em nghĩ là đấy là trường hợp của em thôi, còn trường hợp của các bạn nếu mà có nhu cầu, em nghĩ là luyện một mình thì cũng ok. Nếu mà mình thực sự là mình kiên trì, mình lập ra các task và mình kiên trì mỗi ngày tầm 1 2 tiếng lead lead code, không 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 cần quá quá nhiều, nhưng mà chỉ cần 1 tiếng em nghĩ là cũng đủ. Nhưng mà mình làm hàng ngày á thì nó cũng sẽ tốt. Nhưng mà tìm được người học học chung thì đương nhiên là sẽ có cái động lực hơn. Thì hiện tại rất là nhiều những cái resources như là Viettech hay là Viet Referral hay là even like Ask Mentor của Ace, thì em nghĩ là giờ cũng có khá là nhiều resource cho các bạn để kiểu lập nhóm, tạo nhóm để học lead code. Chị thấy mentee ở S các bạn cũng phải luyện lead code rồi hàng tuần thấy mentor check in hàng tuần để xem progress như nào. Chị thì chỉ có từng đấy câu hỏi thôi. Hân có câu hỏi nào nữa cho anh Quốc Anh không? Không ạ, chắc là em cũng hết rồi. Vậy thì cảm ơn Quốc Anh rất là nhiều hôm nay đến chia sẻ cùng với các bạn mentee tại S. Hy vọng là những cái thông tin, những cái journey, lời khuyên của Quốc Anh sẽ giúp các bạn undergrad hiểu hơn về quá trình transition từ college sang first job and second job ở Cảm ơn quý anh rất nhiều. Thank Dạ, cảm ơn S, cảm ơn team, cảm ơn hai hai host và cảm ơn mọi người. Thì hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích một phần nào đó, và đương đương nhiên là các bạn cũng đừng ngại reach out to Ace or reach out to mình nếu mà cần cần help. So, Yeah. thank Cảm you. ơn mọi người. Bye bye.